Netizen tranh cãi số tiền từ thiện Trấn Thành chuyển cho mẹ Hồ Ngọc Hà, soi ra điểm bất thường. Cư dân mạng đã soi ra điểm bất thường trong số tiền MC Trấn Thành chuyển cho mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vừa qua, MC Trấn Thành đã tung bản sao kê 1.000 trang để thanh minh giữa ồn ào bị cư dân mạng réo tên. Tuy nhiên, bản sao kê của nam nghệ sĩ bị netizen chỉ ra còn nhiều điểm bất thường. Ngay trong đêm, ông xã Harry Wu đã đăng đoạn clip dài hơn 12 phút trên YouTube để giải đáp toàn bộ thắc mắc của cư dân mạng. Nhưng dường như một số anti phán vẫn chưa buông tha cho Trấn Thành. Mới đây, nghe thi gian vừa xăm soi được chi tiết bất thường trong bài đăng về số tiền từ thiện của mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Theo đó, vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, mẹ giọng ca em muốn anh đưa em về cho biết số tiền đợt hai mà Trấn Thành gửi cho bà là tròn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Trấn Thành công khai sao kê tiền từ thiện ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021, thì mẹ Hồ Ngọc Hà có động thái xác nhận và số tiền đợt hai nhận được từ nam MC là 2 tỷ 100 triệu đồng. Chính sự bất nhất này mà cư dân mang đặt nghi vấn đề sự minh bạch trong câu chuyện thiện nguyện của MC Trấn Thành, một vài bình luận của netizen. Bớt soi lại, chắc người ta ghi nhầm thôi chứ trong bài gần nhất mẹ Hồ Ngọc Hà xác nhận đầy đủ là 2 tỷ 100 triệu. Trấn Thành sao kê và ngân hàng cũng xác nhận rồi mà. Ai chả biết Trấn Thành chuyển khoản cho mẹ Hồ Ngọc Hà 2 tỷ 100 triệu nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà có giải ngân hết không? Hồn nhiên thật, kêu gọi xong chuyển khoản cho người khác, thế mà vẫn có người bên rảnh rỗi thì lo chống dịch lo cho bản thân đi đừng soi mói nữa các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé